Xuân Phương thân mến, chào các bạn trở lại với chương trình Câu chuyện trong tuần trên kênh YouTube Việt Tân. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi, ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Nếu các bạn chưa ghi danh với kênh YouTube Việt Tân thì hãy bấm nút ghi danh để có thể nhanh chóng đón xem những chương trình mới trên kênh YouTube Việt Tân. Vâng, kính thưa các bạn, ngày 9 tháng Giêng vừa qua đánh dấu đúng một năm, 3.000 công an và cảnh sát cơ động đã tấn công vào thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, giết hại cụ Lê Đình Kinh và bắt đi hơn 30 người dân Đồng Tâm. 29 người trong số này sau đó đã bị truy tố và bị đưa ra tòa xét xử với các tội giết người và chống người thi hành công vụ. Phiên tòa xét xử sơ thẩm đã kết thúc với những bản án nặng nề, khắc nghiệt, trong đó có hai bản án tử hình và một bản án tù chung thân. Trong câu chuyện trong tuần hôm nay, Xuân Phương xin mời các bạn cùng nghe những nhận xét của nhà giáo Phạm Minh Hoàng về biến cố Đồng Tâm sau một năm xảy ra. Xuân Phương xin kính chào nhà giáo Phạm Minh Hoàng. Vâng, xin thân chào Xuân Phương và quý khán giả. Tôi là Phạm Minh Hoàng từ Paris. Xin gửi lời chào đến các quý vị. Vâng, cách đây đúng một năm, dư luận trong nước cũng như ở nước ngoài điều rúng động trước vụ tấn công vào Đồng Tâm vào ngày 9 tháng Giêng năm 2020, vào ngay cái thời điểm mà người dân đang chuẩn bị đón Tết. Trước đó một năm, vào tháng Giêng năm 2019, cũng vào thời điểm mà người dân Việt Nam chuẩn bị đón Tết, thì đã xảy ra vụ cưỡng chế đất tại vườn rau Lộc Hưng ở Sài Gòn. Trước nữa, vào tháng Giêng năm 2012, thì đã xảy ra vụ cưỡng chế đất tại Tiên Lãng, Hải Phòng. Tất cả những mất mát thương tâm này đã xảy ra chỉ vì có một cái vụ tranh chấp đất giữa chính quyền và người dân. Phải nói là vấn đề tranh chấp đất giữa chính quyền và người dân là một vấn đề nóng từ cả chục năm nay. Nhưng thưa nhà giáo Phạm Minh Hoàng, tại sao tất cả những cái vụ tranh chấp đất đai giữa chính quyền và người dân chưa bao giờ được giải quyết ổn thỏa, thỏa đáng tại các tòa án mà luôn luôn lại diễn ra những cái vụ tấn công, những cái vụ cưỡng chế đất bằng bạo lực từ phía chính quyền như vậy thưa ông? Vâng, thì để nói về mấu chốt của vấn đề, trước nhất là chúng ta phải nói về cái luật pháp của Việt Nam, luật đất đai của Việt Nam. Thì luật Việt Nam, luật đất đai đã có từ năm 1987 và đã qua 4 lần sửa đổi. Vào tháng 11 năm 2013 thì Quốc hội đã phê chuẩn cái luật đất đai. Nghĩa là họ sau kể từ hồi họ ban hành luật đất đai năm 1987, họ thấy rất là nhiều vấn đề mâu thuẫn, rất là nhiều vấn đề mà phải nói là tiêu cực mà họ sửa đi sửa lại cho đến năm 2013 thì mới tạm gọi như là hoàn tất. Nhưng mà chúng ta đừng quên rằng việc Tiên Lãng thì nó 2012, nhưng mà việc Lộc Hưng và việc Đồng Tâm đó, thì nó xảy ra sau cái luật này, thì rõ ràng là cái luật pháp này đã không có giải quyết được những vấn đề đất đai. Thì ở đây á, tôi xin trích ra một cái bài viết được đăng trên báo tạp chí Cộng sản, là do hai tiến sĩ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội họ đã viết, và cái tựa bài đó là xin lỗi cho tôi đọc, là nhóm lợi ích trong chính sách đất đai. Chỉ nội cái tựa này không là chúng ta đã thấy là có cái vấn đề rất là lớn rồi. Và tôi xin được tóm tắt cái bài này khá dài. Thứ nhất là lý do nó xảy ra những vụ tranh chấp này là việc bồi thường không thỏa đáng. Thưa quý vị, nếu mà bồi thường mà đã thỏa đáng thì có lẽ là người dân sẽ không xảy ra, chúng ta không có những cái thảm kịch ở Đồng Tâm, ở Dương Nội. Thì tôi nghĩ là ở Pháp như ở mọi nước đều có cái việc trưng thu đất đai để sử dụng vào mục đích công, nhưng mà tôi thấy là không có nơi nào xảy ra tranh chấp như ở Việt Nam. Ở Việt Nam cái việc mà trưng thu đất đai, việc quy định cái tiền đền bù đó, nó là do Ủy ban nhân dân tỉnh. Các cái chuyện là chuyện rất là bất cập. Trên nguyên tắc đó, ở trong một nền kinh tế thị trường đó, thì cái việc đền bù sẽ do thị trường quyết định, chứ không phải là do bất kỳ một cơ quan nào. Đó là thứ nhất. Cái việc thứ hai đó, là cái việc đất đai bị trưng thu qua cái chuyện mà tạm gọi như người ta những cái nhóm lợi ích, nó họ dùng cái tạm gọi là cái mục tiêu là xây dựng
hạ tầng để chuyển giao, nó kêu là build and transfer, nghĩa là họ muốn xây, ví dụ tôi lấy một ví dụ cụ thể như vậy, họ muốn làm một con đường nó dài 2 cây số mà cái mặt cắt nó là 20 mét, thì họ sẽ phải cần một một cái diện tích đó là 4 mẫu, nhưng mà đến lúc mà họ đòi yêu cầu nhà nước bồi thường đó, thì yêu cầu là họ đòi tới 20 mẫu, thì 20 mẫu nhà nước mà tìm không ra thì nhà nước lại đi cưỡng chế của dân, thì đó là rõ ràng là họ lợi dụng vào cái việc này, họ lợi dụng cái việc mà xây dựng để họ chiếm đất của người dân. Thì những cái tác giả của những cái việc này thì được gọi là những nhóm lợi ích. Cái lý do thứ ba là quá trình là đô thị hóa đất đai ở Việt Nam nó làm cho đất đai được đẩy lên rất cao, thì các nhóm lợi ích đã cấu kết với chính quyền và lập danh nghĩa là lập ra những khu công nghiệp, những khu chế xuất, nhưng sau đó họ chuyển đổi cái lý do và họ chiếm hữu cái đất đó với những cái phải nói là những đất hoặc những khu đất là rất là tiền. Thì đó đã chứng tỏ tại sao chúng ta thấy có một số quan chức ở Việt Nam có thể giàu đến nỗi có thể mua được những căn nhà ngay ở trung tâm Paris, hoặc là họ mua đến 2 3 căn nhà ở quận Cam chẳng hạn, ở bên Mỹ. Và sau cùng đó thì có một cái chuyện nó làm cho người dân rất là bức xúc, đó là cái việc mà nhà nước hiện thời đó, họ chỉ quản lý được những khu đất mà kêu là khu đất mà chính thức, nghĩa là có giấy tờ thôi, còn những khu đất mà không chính thức đó, thì là họ tạm gọi như họ họ bỏ ngỏ, và những nhóm lợi ích đó, họ lợi dụng cái chuyện đó để họ xây những sân gôn. Sân gôn ở Việt Nam bây giờ hiện tại nó có phong trào xây sân gôn, và kết hợp cái phong trào xây sân gôn đó là họ kết hợp đó để làm du lịch ở bất động sản. Và kết luận của các bài này là đằng sau những cái chữ đẹp đẽ như là quy hoạch, giao dự án, thu hồi và giao đất cho chủ đầu tư là những sự ăn cướp trên trên đầu trên cổ của người dân, và chắc chắn những cái chuyện như là Đồng Tâm, Tiên Lãng, Hương Nội, Thủ Thiêm nó còn xảy ra mãi khi mà cái luật pháp nó chưa được nghiêm minh, và khi mà những nhóm lợi tức này họ vẫn còn ảnh hưởng trên nhà nước. Ông Phạm Minh Hoàng đề cập đến những nhóm lợi ích tạo ra cái tình trạng bất công, tình trạng người dân bị cưỡng chế đất mà không được đền bù thỏa đáng. Chẳng khác gì họ bị cướp đất. Như vậy là Việt Nam đang ở trong cái tình trạng vô pháp. Theo ông, đâu là mấu chốt của vấn đề? Cho phép tôi được đặt câu hỏi với Xuân Phương cũng như là quý khán thính giả. Quý vị thử thử đặt câu hỏi. Ở Việt Nam có khoảng 10 tỷ phú về đô la, tôi nói về đô la. Thì hết 8 người là họ giàu lên, họ phất lên nhờ bất động sản. Cái điều đó là cái điều bất thường. Nghĩa là họ giàu không phải là từ từ đầu óc, từ suy nghĩ, từ kiến thức của họ, mà là từ đất đai của người dân. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, ở trong cái bài mà tôi vừa nói là nhóm lợi ích trong chính sách đất đai đấy, thì tôi đếm được 27 chữ nhóm lợi ích. Nghĩa là các tác giả này đã nêu lên cái vấn đề của những nhóm lợi ích bây giờ họ ảnh hưởng rất là trầm trọng ở trong chính quyền. Mà cái thứ ba đó, quý vị thử tưởng tượng có một cái luật nào mà sửa đi sửa lại 4 lần mà vẫn không có thể giải quyết nổi. Thì tôi có thể kết luận là những cái điều chỉnh của luật pháp ở Việt Nam chỉ có tính cách chắp vá, và nói đúng hơn đó là để tranh giành, để giải quyết là để giải quyết những cái tranh giành của những thế lực mà các tác giả đã dùng là các nhóm lợi ích. Thì cái câu trả lời của tôi trước cái câu hỏi của chị Xuân Phương là tình trạng vô pháp ở Việt Nam, thì đúng là tôi nghĩ là đây là một tình trạng vô pháp thật. Thì tôi nghĩ thứ nhất là chúng ta phải bỏ cái điều 4 ở trong luật đất đai. Cái điều 4 là quy định là đất đai là sở hữu toàn dân, là do nhà nước làm quản lý. Thì khi nào mà còn cái điều này, cái điều 4 của luật đất đai nó giống như cái điều 4 của hiến pháp, thì điều 4 của luật đất đai nó cho phép nhà nước có thể trưng thu với bất cứ giá nào, với bất cứ điều kiện nào. Cái điều kiện nếu mà nhà nước còn làm được cái chuyện này thì tất cả những tai họa, những cái oan khiên đều xảy ra. Sau nữa, cái chuyện mà bỏ cái điều 4 cũng mới chỉ là một nửa của vấn đề thôi. Tại vì chúng ta cũng biết là cái vấn đề đất đai sẽ tranh chấp, sẽ có tranh chấp, nhiều lần tranh chấp. Và mỗi lần tranh chấp thì chúng ta phải đưa ra tòa án. Nhưng mà nếu mà đưa tòa án mà tòa án lại tùy thuộc vào đảng, tùy thuộc vào nhà cầm quyền thì cũng như không mà thôi. Thì bỏ cái điều mà sở hữu đất đai thuộc toàn dân, nhưng mà chúng ta cũng phải làm sao cho cái nền tư pháp Việt Nam nó được độc lập, nó không tùy thuộc một cá nhân, không tùy thuộc một đảng phái nào cả, thì lúc đó chúng ta mới có thể
tạm gọi như giải quyết vấn đề đất đai của người dân một cách tận gốc. Vâng, ông Phạm Minh Hoàng đòi bỏ điều 4 trong luật đất đai cũng như bỏ điều 4 trong Hiến pháp Cộng sản Việt Nam thì đúng là làm khó đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam quá. Vâng, xin được chuyển sang một sự việc khác. Đó là vừa qua báo cáo từ Tổng cục Thống kê về tình hình kinh tế năm 2020 cho biết là GDP Việt Nam tăng 2,91%, xếp Việt Nam vào nhóm những nước có tăng trưởng kinh tế cao nhất trên thế giới. Theo đánh giá của các cơ quan chức năng nhà nước thì cho rằng trong cái bối cảnh mà dịch bệnh COVID-19 này với những cái ảnh hưởng tiêu cực trong mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội thì đây là thành công lớn. Ông Phạm Minh Hoàng có đồng ý với đánh giá này không? Tôi xin được phép trích bài viết của một kinh tế gia của Việt Nam là tiến sĩ Bùi Trinh ở Sài Gòn. Ông sống ở Sài Gòn. Thì theo ông ta đó, thì ông ta nói là cái việc là dùng GDP để đánh giá một cái nền kinh tế là cái vấn đề nó không có chính xác. Thì tôi cũng đồng ý chuyện đấy. Tại vì theo tôi được biết đó, thì đánh giá một nền kinh tế chính xác đó, phải căn cứ thêm nhiều yếu tố khác, là cái tỷ lệ lạm phát, tỷ lệ thất nghiệp cũng như là cán cân thương mại. Thì theo tiến sĩ Bùi Trinh á, thì cái việc mà dùng GDP để đánh giá á, nó chẳng khác gì, đây là một cái ý nghĩa về thành tích mà thôi. Cũng như là nếu tôi là thầy giáo thì tôi đánh giá cái nền giáo dục Việt Nam qua những cái lần đi đạt Olympic, huy chương toán, huy chương vật lý, hoặc là tỷ lệ học sinh giỏi, cái chuyện đó là không chính xác. Thì cái nền kinh tế Việt Nam tôi nghĩ nó không có, nó tạm gọi không đẹp đẽ như con số 2,91 mà Xuân Phương vừa vừa nói. Thì thứ nhất, tại sao? Thứ nhất là cái nền kinh tế của Việt Nam chúng ta dựa hoàn toàn, gần như là hoàn toàn vào cái FDI, nghĩa là đầu tư trực tiếp nước ngoài. Thì đầu tư trực tiếp nước ngoài, nếu mà ai có theo dõi thì chúng ta biết là Samsung nó chiếm 1/4 cái kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Nếu mà một ngày nào đó mà Samsung nó không rời khỏi Việt Nam thì tôi nghĩ là ngoài cái việc mà chúng ta mất đi 1/4 kim ngạch xuất khẩu, chúng ta còn sẽ gánh trên vai là biết bao nhiêu người thất nghiệp. Nhưng mà cứ cho là Samsung họ không rời khỏi Việt Nam thì cái tỷ lệ của các công ty đầu tư trực tiếp nước ngoài nó nhiều, thì cái điều đó nó không có tốt cho cái nền kinh tế của đất nước của chúng ta. Thì cái điều không tốt là vì sao? Thì cũng theo Tổng cục Thống kê đó, thì gần như là 90% lợi nhuận của các công ty này họ mang về nước họ hay, thì chúng ta đâu có được hưởng gì đâu. Cái thứ hai nữa là cái tỷ lệ cái con số xuất siêu của Việt Nam đó, phải nói được đánh giá phải rất là thấp, rất xin lỗi, rất là cao. Nhưng mà lại phiền có một cái á, là cái tỷ lệ này á, nó lại nằm trong khu vực của công ty trực tiếp nước ngoài. Và cái hàng hóa của Việt Nam đó, nếu bạn xuất xuất ra nước ngoài đó, thì có một cái tỷ lệ nội địa rất là thấp, nội địa hóa rất là thấp, người ta đã nói là khoảng chừng không tới 15%. Thì có nghĩa là chúng ta sản xuất thật là nhiều nhưng mà chúng ta lời không có bao nhiêu hết. Cụ thể là nếu mà chúng ta xuất sang 10 tỷ thì trong túi và trong của người Việt Nam mình chỉ khoảng chỉ là 1,4 tỷ mà thôi. Thì đó là vấn đề các công ty nước ngoài. Về về nền kinh tế nội địa thì theo Tổng cục Thống kê vừa qua nó nói là cái dịch Covid nó làm gần 100.000 doanh nghiệp đã chết, và và số người thất nghiệp là khoảng chừng 1,6 triệu. Nhưng mà khủng khiếp hơn đó, là tới 32 triệu lao động đã bị lao đao, đã bị tác động bởi cái bởi cái dịch Covid này. Thì tổng cộng cái gì những con số tôi vừa kể vừa qua này, chúng ta cho phép chúng ta đánh giá là con số 2,91 nó không có diễn tả được cái sự thực của nền kinh tế. Thì tôi nghĩ rằng là chúng ta phải đánh giá một cách chính xác hơn bằng những yếu tố khác, chứ không phải là đơn thuần là về GDP. Vâng, trong bối cảnh khó khăn dịch bệnh vẫn còn, nhưng nhà nước vẫn đưa ra mục tiêu tăng trưởng GDP cho năm 2020 là 6%, với mức GDP bình quân đầu người ở vào khoảng 3.700 Mỹ Kim và chỉ số tiêu dùng bình quân đạt 4%. Ông Phạm Minh Hoàng nhận xét gì về những mục tiêu này? Liệu có khả thi hay không thông? Tôi không biết nó khả thi không, nhưng mà thứ nhất tôi vẫn xin trở lại cái ý kiến của tôi hồi nãy, cũng như ý kiến của tiến sĩ Bùi Trinh ấy, là chúng ta không thể dùng cái GDP để đánh giá một nền kinh tế được. Hồi nãy tôi đã nêu lên cái tỷ lệ lạm phát
cán cân xuất nhập khẩu cũng như là tỷ lệ thất nghiệp, chúng ta phải cần tính cái đó. Một trong cái chỉ số cũng rất là quan trọng đó là cái chỉ số ICO. Cái chỉ số ICO được dịch là hệ số đầu tư tăng trưởng. Hệ số đầu tư tăng trưởng là như thế này, ví dụ hệ số ICO nó bằng 5, nghĩa là chúng ta phải bỏ 5 đồng để chúng ta có lời 1 đồng. Thì nghĩa là nếu mà hệ số này nó càng cao thì là cái hiệu suất đầu tư của chúng ta rất là thấp. Chúng ta hiện thời đó, năm nay đó, thì cái tỷ lệ ICO, cái tỷ số hệ số ICO của chúng ta nó đang từ 6,8 nó nhảy vọt đến 14,2. Nghĩa là chúng ta phải bỏ ra tới 14 đô la để chúng ta lời được 1 đô la. Nghĩa là chúng ta phải dùng sức chúng ta quá nhiều để hưởng một cái lợi quá ít. Thì để theo theo tôi nghĩ thì để giải quyết cái bài toán kinh tế một cách trên diện rộng chứ không đơn thuần chúng ta căn cứ vào GDP, thì cái điều cần thiết của tôi theo tôi nghĩ là chúng ta nhà nước Việt Nam phải giải quyết được cái vấn đề tham nhũng. Thì trong thời gian vừa qua chúng ta biết những cái vụ đại án, tôi nghĩ là cho lẽ là chúng ta không có thời giờ chúng ta nêu hết ở đây, những đại án xảy ra biết bao nhiêu lãnh tụ, xin lỗi, lãnh đạo cấp cao, trong đó có những người trong bộ chính trị đã phải vào tù, có nhiều người phải bỏ trốn. Thì nếu mà nhà nước mà không giải quyết được vấn đề tham nhũng thì là tạm gọi cái tăng trưởng có cao cách mấy thì người dân chúng ta không có được hưởng. Cái thứ hai nữa là phải bớt dựa vào cái tỷ lệ đầu tư nước ngoài, và phải nghĩ đến cái việc mà các công ty ở trong nước, đặc biệt là phải nghĩ đến những ngành mà nông nghiệp chế biến nông sản. Việt Nam mình đã có một cái chính sách đó là nông thôn mới cách đây cũng đã gần hơn 10 năm rồi, nhưng mà bây giờ tôi chưa thấy một cái động tĩnh gì, một động thái nào để đánh giá về cái thành quả của cái chính sách nông thôn mới này. Và một điểm nữa là phải gia tăng cái hàm lượng nội địa trong những cái hàng hóa xuất cảng của Việt Nam. Bây giờ cái hàm lượng của chúng ta quá thấp, người ta vẫn nói là Việt Nam không sản xuất được một con ốc để trong một cái smartphone, mà nếu mà còn tiếp tục như vậy thì có lẽ là chúng ta nay là chúng ta làm việc nhưng mà bao nhiêu cái lợi, bao nhiêu cái tiền nó chạy đi chạy xa hết, và người dân chúng ta không được hưởng bao nhiêu hết. Thì phải thúc đẩy hỗ trợ những doanh nghiệp ở trong nước để sản xuất những cái tạm quyền cái linh kiện thay vì phải đi nhập, và thay vì là ưu đãi cho các công ty đầu tư trực tiếp nước ngoài, phải ưu đãi cho công ty ở trong nước. Và sau cùng là phải chấn chỉnh lại khu vực kinh tế tư nhân. Chắc chắn là cái dịch Covid nó cũng ảnh hưởng đến đời sống của các doanh nghiệp. Thì theo báo cáo của Tổng cục Thống kê đó, thì trong thời gian qua các doanh nghiệp nhỏ làm ăn rất là thất bại, và có lẽ là nhà nước phải có một cái chính sách nào trợ giúp cho người ta để vượt qua cái cơn đại dịch này. Đó là cái nhận xét của tôi về cái nền kinh tế của Việt Nam vào trong 2021. Vâng, trong năm qua thì chính phủ của ông Nguyễn Xuân Phúc đã cho truyền thông nhà nước quảng bá rất nhiều về gói hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như cho những người dân có thu nhập thấp hay là bị mất thu nhập vì tình trạng dịch bệnh. Tuy nhiên, trong thực tế thì người dân gần như không nhận được một cái sự hỗ trợ nào từ phía chính quyền, đến nỗi mà dư luận kháo nhau, muốn nhận hỗ trợ thì lên TV mà lãnh. Xuân Phương rất cảm ơn nhà giáo Phạm Minh Hoàng đã dành thời gian đến với chương trình Câu chuyện trong tuần trên kênh YouTube Việt Tân để chia sẻ những quan điểm của ông về tình trạng tranh chấp đất đai giữa chính quyền và nhân dân, cũng như về tình hình kinh tế của Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại ông trong những chương trình lần tới. Vâng, tôi là Phạm Minh Hoàng từ Paris, rất là hân hạnh và cảm ơn quý khán thính giả đã bỏ thời gian theo dõi, và xin kính chào tạm biệt kính quý thính giả. Xuân Phương cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi buổi nói chuyện của chúng tôi cùng với nhà giáo Phạm Minh Hoàng. Rất mong các bạn sẽ giúp chia sẻ chương trình đến cho nhiều người cùng xem. Và nếu các bạn chưa ghi danh với kênh YouTube Việt Tân thì đừng quên bấm nút ghi danh. Thân mến chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình khác trên kênh YouTube Việt Tân.